ខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចតិចគ្នាយើងសួរថាប្រសិនបើយើងមានទិន្នន័យរាយតាវាយគឺតែគេឲ្យទិន្នន័យយើង47ចឹងឧទាហរណ៍បាទយើងឧទាហរណ៍ថាអានេះវាជាអាយុចុះណាដើម្បីយើងងាយស្រួលយើងថានេះវាជាអាយុចុះបាទនេះអាយុបើថាគេឲ្យអាយុមកវាមាន47ហ្នឹងណា47នេះចឹងជាទិន្នន័យបោះអាយុហើយនៅក្នុងទិន្នន័យអាយុនេះធម្មតាយើងគឺយើងចង់ classify វាទៅជា class ជា interval បាទអានេះដោយសារទិន្នន័យនេះខ្ញុំ sort តែដងវាចេញ48ចឹងណាតោះខ្ញុំ sort វា sort ដើម្បីយើង row range បាទរៀងរបស់យើងគឺយើងយក minimum ប្រ maximum ដក minimum ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានជំហានវាពីរជំហានធំទី1គឺខ្ញុំបានដាក់វីដេអូមុនបាទដើម្បីងាយស្រួលគឺយើងចូលកន្លែង data នេះមកហើយយើងចូលកន្លែង data analysis នេះបើអត់មានទេតើមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងបាទទៅ plug in អាហ្នឹងមកបាទន័យថានៅក្នុង Excel ហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែង option នេះមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង advanced នៅ add in បាទយើងចូលកន្លែង add in មកហើយយើង click go នេះ go ហើយយើងធម្មតាវាដោះនេះចេញណាអញ្ចឹងយើង click កន្លែង data analysis tool pack ពេលយើង click មកវាចេញអានេះមកចឹងយើងคลิกលើអាហ្នឹងមកគឺយើងយក descriptive statistic ក្រុមមើលពាក្យ descriptive statistic ហើយយើងបាទយើងយកទិន្នន័យហ្នឹងមកកន្លែងនេះគឺ input range គឺខ្ញុំយកតែអាយុទេបាទបានដល់ពី31ទៅដល់90ហើយយើងคลิก OK មកដល់ពេល output range គឺខ្ញុំចង់បានទិន្នន័យហ្នឹងវាចេញនៅទីនេះបាទខ្ញុំ click enter ហើយខ្ញុំយកคลิกកន្លែងនេះគឺ summary statistic យើងคลิกโอเคនេះអញ្ចឹងគឺគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងអំពី minimum និង maximum ពួកយើងត្រូវការ row range ត្រូវការ row range អញ្ចឹងពាក្យ range និយមន័យនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺវាស្មើនឹង maximum ដក minimum បើន័យថាស្មើនឹង largest ដក smallestអញ្ចឹង industry range ខ្លៃនេះបាទគឺស្មើនឹង90ដក31អញ្ចឹង range របស់យើងគឺ59បាទ range របស់យើង59បាទចន្លោះវា59ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសមត្ថកម្មគឺខ្លៃនេះគេចង់ឲ្យយើងរក class បាទ number of class ហ្នឹងគឺគេឲ្យរកបាន7ហើយបាទស្ថិតិគឺវា apply ខុសគ្នាណាបាទគ្រោះនេះគឺឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងប្រើ7 class អញ្ចឹងយើងប្រើ7 class គឺយើងយល់មកនេះយើងវាយ7 class មកបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដឹងអំពី interval វាចន្លោះអានេះណាឲ្យឈ្មោះថា class interval ចន្លោះ class ចន្លោះវាអញ្ចឹងចន្លោះគឺយើងយក range បាទ your range ចែកជាមួយនឹង class number អញ្ចឹងបានន័យថាចន្លោះរបស់យើងគឺ8បានន័យថាពី class ទី1ទៅ class ទី2ពី class ទី2ទៅ class ទី3ពី class ទី3ទៅ class ទី4គឺមានចន្លោះ8ស្មើគ្នា class interval ឬមួយក៏ class width ទៅនេះណាយើងអាចទៅសេបានពីររបៀបអានេះបាទឬក៏ interval នេះអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលក៏គេធ្វើតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ round វាដោយសារចំនួនខ្លះវាអត់មានចំនួនក្បៀសទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា8បាទ8 interval ក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម start class limit បាទអញ្ចឹងយើងដឹងនិយមន័យ class limit គឺអានេះបានន័យថាយើងទៀតបំផុតគឺយើងចាប់ពី31តទៀតព្រោះ
Ủa dân chắc bị xa mùi thở chứ nhầm nhầm vay lại ní cứ xa mùi bà rồi nhầm đã nó không class limit ní cứ nhầm chạy với pra sẵn á bà đây ta ừ bà chắc nó không class limit ní cứ thầm đá vì mình ả à tiếp bà đi nhầm tha lower class cho đại dương liên nông miền tỷ tỷ đấy lower class bạn ấy upper class yeah. Upper class chẳng chấm đặt lower class nâng upper class đã chạy và chẳng upper class cứ mà nâng chấm vô sam muối bột chấm muối class interval chấm lò vía chẳng bột bắc sam bộ bác cứ xa mắn trên mắt cứ xa buồn nè chúng đã chết sẵn và xa buồn chẳng thăm đá class limit cứ vì anh ấy chọc xa buồn anh ấy thật chọc sai sập chẳng cái này cứ không lọc rụp môn chi buồn đã đời xa đã không ai bị bài bố chẳng chúng đã nhà đi nó mà hai vợ con mất một copy nhầm pa ở group couple class chẳng bảy bốn tám và mỗi pa và pa về nó chẳng biết trên tay một bảy và biết trên tay một bảy lại đi và trên tay bảy đi chẳng đặc biệt nó cứ dân chấp đam vô à sam bốn cú sam bốn cái này bị chập sam bốn cứ bị chập đam kha màu kha tì tì nó cứ bị thở sai sập và bị continuous kha nhé chính vì sai sập từ sai bảy và đi chập sai bảy anh đi chập sai chồ chồ sai bốn và nó chập ham vẫn là đi ham vậy nhé và sân chia nó bị chập học của mũi anh đi bị thở học vậy anh chấp chấp sập bám anh ấy bị thầy chấp làm chấp một mùi anh chấp bán sập bún cứ anh ấy thầy trên máu cứ bán sập bám nhưng riêng mình bật class này nhé riêng mình bật class phần thầm đáy kỳ từ xe bia bài còn trẻ và kỳ từ xe bia chỉ vùng của chó xa mũi máu xa và buồn bật nhiệt bình dẫn đấy và toàn máu cứ sai sắp máu sai vậy nhé sai sắp máu sai vậy chính chính từ đăng ca class interval bảo viên ý cứ bị chuẩn lo pi sam môi màu sam bốn cứ vậy pi sam pi sai sắp màu sai vậy cứ vậy được kia chính cứ bốn class bị thật là smart vậy kia chính cái ai từ c trở bán đó nè hay cái là những cái dân thật đặt frequency và những frequency dân rộp mà nè dân rộp ạ nhưng rồi bị sao mới được sao muốn bên này nếu em sort tầm này thôi này cứ chấm sort filter đi tới vì điệp màu nó bây giờ nghe rồi chắc là bây giờ dân chặt đam rồi bị sao mới được sao muốn nhưng rồi nè bị sao mới được sao muốn bên này bên buồn bây giờ của bạn bây giờ mới lại này lành khâu nè bà lành khâu number đấy từ bên buồn chứ những vài buồn mất bà những vài buồn mất ấy đọc về dân chặt đam bị sai sắp cái bị sai sắp đo sai vậy nhưng bà vô mắc cây miền bản pram bà vậy pram đó họ bị hà muối của lấy vì vì chập bị sai bốn nhưng mà bên sai bốn đấy cái nhưng vô bị hà muối đo hà phần chứng hà muối đo hà và muối miền bản pram tiền bà đấy ấy nhưng vô bị hà vậy chứng hà vậy chập làm bị hà vậy nhưng cái đo mạnh hà vậy đo học của mùi bà chứng nhưng đó học của mỗi thầm này yeah. Chứng nhân miên mãn đập pì này và đập pì chứng nhân xăm mà hỏi bộ một chỗ khuyết cục xài một phần và hai bộ toàn mắc cái dân vô bị học một phần tới học một phần đó chất sắc phạm này học phần chất sắc buồn chất sắc phạm mà miên đến mình thầm chất và mùi chứng nhân vô thầm chất buồn đằng mắc miên mãn đập bầy nhé đập bay này mình bay đấy đập bay bà
rồi dừng vô bị chất sắp phẩm muối cái đó mà 84 nè chất sắp phẩm muối 84 chứng chất phẩm muối 84 miền mán 5 tiền và chứng trong cái đó miền 7 chứng dừng miền 4 phẩm nè và nên thay dừng range bao dừng từ bị 85 tới 87 chứng bị 85 màu 90 90 miền này thấy nhé anh ấy thì ai cũng ta chia chia class chính cái ai per class per class và nó cứ biệt rổ đó và hai môi tiết và tân lấy dân bao dân miền dân đấy cứ những ai rô một số ba môi tiết cứ dân rô tam pivot chart và pivot chart nó cứ dân cho lại insert thì máu dân vô pivot tab bỏ lại hay dân vô select input range đó hay dân bà dân đã bị phản ứng bà dân dân select điểm mất bà phản ứng mất thế bà dân select với chân tất hay dân click ok bà hay dân bàn bao nhiêu là nè thẻ ball bao nhiêu hay dân chặt làm tiền tình đấy nó mà cho rõ này thế chứng việc vì nâng chập đàm bì xa muối và bì xa muối đó cao sập bì xa muối đó cao sập chắc nó bê đại dương chập đàm classify với dương còn đặt mà vì chỗ mà lờ nâng máu thế mà đã lờ nâng tất thì dương click cục phiền là chắc bì đạp bì xa muối đó cao sập thế còn tay nhóm trong ban một phần khác hề chắc một phần khác thì dương chay máu cũng vậy nè chứng dân muối tí bấy bốn tám muối bớ bảy vì lượng mùi chẳng hết vì lượng mùi chắc trong đạn của buồn chạy đừng của buồn mình buồn khá mình chẳng chạy muốn chạy đừng ở divide với buồn bạn ha vì sao mỗi đó sao buồn nhưng mà bảy khá được nè thế đối bao giờ này hết nè nhưng đâu khơi được nè chẳng pi đó khơi được nè nhé khơi được nè không nè hay bật toán mắt cứ còn dân khởi năng khởi nhé dân chạp ở nít chô vào dù nè phần tay đời xa phê vô chạp nít khi mặt đang mù là hẹp ấy khởi tình đấy bạc mùi bà việc bạc tình đấy mùi mà bạc đang thả mù là hẹp ấy chắc bởi dân tiên anh ấy phải thả biến buồn này xa mùi đời xa buồn nè việc bạc tình đấy mùi bà dương anh đăng hào về một hai đấy cho nên chạy luôn anh cho mặt đăng nghe với cô ấy bởi sân việc không cạn đấy để nhầm thầy rõ nhầm tiếng cứ anh ấy cứ dục gặp chuyện bởi dân thôi ta mà đi thì chán người chật lòng này chứ ngày sai lời dưới người dân thương mình á còn bạn đấy hay cả này dân ba là đăng rút dân thơ histogram dân thơ polygon dân thơ olic okay hay năng pie chart này cứ ăn bạn đi và dân dân cái chỗ dân đặt tình đấy bao dân tới và tình đấy bao dân cứ dân đặt được xong vai cái chỗ mà nhắc nhẹ đã chỗ cho category dân mất và category dân tới hãy dân và dân click từ lời là dân ưu tiên hoa dân đặt chân chọn và ai cái xa khác khi vi vay bán và đi thang dân vô bị xa bốn từ đò hàm bấy và từ bì hàm bấy từ học muối bì học bấy từ chất sắc phẩm và bì chất sắc phẩm muối từ phải sắc bún hay bì phải sắc phẩm từ đò cài sắc bấy nhé chuẩn bị dân trong vô tam bài mít và bán đặt bánh hà tiền và trong bài đã một cho các bạn này bài về trẻ mặt chẳng là bài tới tiến nhầm format về tay để cho mỗi kia đó và hãy anh cứ dân đại luôn phải phân xí nó và copy anh nó hãy dân ai rồi chụp hiệu rồi bà này đâm bay rồi chụp luôn phải phân xí cứ cố đang bảo biết cứ dân đại anh ấy class và dừng cái chết là cái class limit và class limit
bạn ấy cứ frequency đấy. Frequency này total để cho nó viết ra chứ nhé, chẳng dừng 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 mẹ năng tới hãy bàn dừng chập làm rồi phía rồi bạn hãy rồi phía rồi được biết phơi từ từ present tense đang ấy như vừa này máu chạy được chạy được sai lắm phải chẳng những quân đồng rồi đằng đó quân kia rồi mà hay dừng ở việc bị tung tới và chẳng nhầm lọc cả sai lắm phần đấy đòi đã sử nhà đô la so khang so chi tới hay dừng ô hay mà và chẳng bị smart rồi kia rồi thì chẳng phơ và toàn bao nhiêu rồi phải chat rồi ba chat đấy luôn anh tới mặt trên video tập ở đấy còn là pie chart dương thừa mấy histogram dương thừa mấy polygon dương thừa mấy chứng tôi không YouTube thèm đấy YouTube dương quan tài đã đưa hai thao thao chụp cái polygon dương bài cho YouTube á thì họ thà how to create polygon chart in Excel. Nhé. Chứng bị trên màu này. Chứng dừng mơ tam kê tử. Ba chùm hiền bỏ kê nè. Chúng thua được phần năng chất nè. Ba. Hãy nít dừng cơ xê prap rai rap rap kê nè. Ba nè mô tí pi nè. Vì ao dừng writing the analyze this of data. Ba nè thay dừng trừ phơ tam ở bởi đích xâm bàn rai rap chứng nè. Ba cơ xê tam kê chứng nè. Mà với bàn chân, bàn tiếp bàn tình này chè. Nhé. Chân là không có thể tế dương, mình chỉ là thơ lẽ lọc bàn đi. Bàn này dương thở viên buôn khả nạp cầm trai, buôn khả nạp đó viết cứ consistent khả nạp, bàn này viết đôi khả nạp, mình không nghĩa tế. Ok, bàn này chân video đó ngày chăm khiêm đặt. Bàn này là cuốn trang.